Xin chào các bác, chào các bác đã trở lại với trang kính của ngày xưa. Ngày hôm nay xin chào bác, đó là cái kính Amabazang bản là kép bọc vàng ốc sao tinh tế của Pháp xưa, được sản xuất ra thập kỷ 1950, bọc vàng size 145, chuôi vemzin. Cái dòng này về rất nhiều, mỗi lần về là mấy trăm cây và mỗi cây mỗi giá khác nhau tùy theo độ mới độ đẹp của kính đó, sản phẩm đó nào ra làm sao. Bác nào Hà Nội gần Hà Nội có địa chỉ nghe em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại là 0916566826 thì cũng là số điện thoại Zalo. Địa chỉ chính, trụ sở chính đó, kênh Cổng Sơn nằm ở đây. Ngoài ra không có nhánh vì hiện nay rất nhiều tượng xấu ở Hà Nội cũng như một số tỉnh ở miền Nam là giả danh trang kính cổng ngày xưa. Những đối tượng này hay lên lô kính vài cái, vài chục cái và bán trà trộn tùm lum tùm la. Hàng của châu Á sản xuất nước thứ hai, thứ ba, nguy hiểm hơn là bán hàng tàu amateur Trung Quốc trà trộn vào. À, chính vì cái điều đó mà rất nhiều anh em dính về hàng dởm, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng của những đối tượng mà luôn luôn giấu địa chỉ, giấu số điện thoại và thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại. Đấy, đấy là những cái trang kênh đó là nó hay có cái chiêu thức như thế. Thì các bác nào mà không tỉnh táo đầu là sẽ bị dính phải những cái chiêu thức của chúng nó như thế. Amazon mặt bản đại kép nhá. Bác nào Hà Nội gần đó có thể qua xem, bác nào tỉnh xa hết sức yên tâm, em sẽ gửi bằng nhiều phương tiện nhanh nhất. Ở cầu giữa này nó có cái chữ Amor và hai cái triện vung lưu của hãng từ ngày xưa, chuôi Vemzin còn khá mới, khá đẹp, size 145, kính của Pháp xưa, hàng của năm 1, sản xuất tại nước Pháp thập niên 1950, bọc vàng càng phải Amor Marie Verance ấy là để hái ở chỗ đấy. Tuy nhiên càng phải nó hơi sức chút xíu, chính hơi sức chỗ này tí. Bác nào cần ảnh chi tiết em sẽ gửi ảnh chi tiết qua Zalo, sẽ chụp từ 30 đến 40 kiểu ảnh kèm theo video ngoài trời để phản ánh đúng chân tình chân thực của kính đó, sản phẩm đó thế nào và giá cực kỳ rẻ, hồi sau sẽ rõ bởi vì nó bị sớm chút xíu ở cái càng phải thôi nên là bán phá giá thị trường. Giá nhá, không đâu rẻ hơn này, 6,5 triệu hay còn gọi là 6.500k, giá là 6,5 triệu hay còn gọi là 6.500k. Tất cả dòng Amo nhạn, Amo la lúa, Amo ba răng, Amo chữ H thì các bác mua về có thể bỏ mắt đi, thay mắt bằng mắt cận thị, lão thị, viễn thị đều được hết, một cái kính giải quyết được nhiều tính năng mà giá thành lại hợp tình, hợp lý, hợp ví túi các bác. Ai nó lại hay ở cái chỗ đấy. 6,5 triệu nhé. Amabazang bản lề kép sang 45, ốc sao tinh tế, cầu to cầu đều, bản to bản đều, sản xuất thập kỷ 1950. Tất cả kính cổ kính xưa đồ cổ đồ xưa em lấy hàng sâu tuổi đời đầu. Đấy nó phải rõ ràng ngay thì đấy thế. Và mua bán thì luôn luôn được công khai và rất rõ ràng. Về thức mua bán, bác nào chuyển khoản ba ship, bác nào chọn ship quốc thì luôn là cặp 100k. Đấy. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, đến bất kỳ thời gian nào cũng được. Đấy, hay ở chỗ đấy, nhưng với điều kiện phải điện thoại trước, tránh tình trạng đến đột xuất quá. Bởi vì nhiều bác đến đột xuất quá thì có lên đến chờ em coi như 1-2 tiếng, có bác đến 2 lần không gặp. Rất là đáng tiếc, cho nên là điện thoại trước. Ngay tiếp đón từ xa tại ngõ 390 đường Trình Đống Đa, nội lắng nghe thấu hiểu tư vấn cố vấn chuyên sâu về đồ cổ xưa, đấy là một giá trị lớn nhất mà khi mua xuất đồ cổ xưa lưu năm, vô thương uy tín hơn 20 năm và số điện thoại hơn 20 năm rồi, đã khẳng định giá trị thương hiệu rồi thì bác mua đâu mua, nên chọn cái địa chỉ lâu năm và số điện thoại lâu năm về kính cổ kính xưa, đồ cổ xưa thì rất an tâm và yên tâm luôn. Thay vì mua cho cái địa chỉ nó không rõ ràng, không có địa chỉ đấy, bởi vì rất nhiều đường xấu nhá, lập cái trang kênh xong rồi thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing sale để like để view một thời gian ngắn thôi, mới được 1 năm, 1.5 năm, 2 năm đã 10.000, 15, 20.000 người đăng ký kênh theo dõi, bởi vì đều thuê đơn vị thứ ba hết và đối tượng nó còn chuẩn bị lập sẵn một cái kênh khác nhé, mới gần đây mấy tháng này thôi, lên rất nhanh cũng thuê đơn vị thứ ba quảng cáo, hết sức tỉnh táo đầu bởi vì những đối tượng này là liên kết với nhau trong Bắc ngoài Nam, thì nên là bác nào mà không tỉnh sẽ bị dính cái chiêu thức chúng đó. Vậy chúng nó luôn luôn có rất nhiều sim số điện thoại nhưng mà hay giấu địa chỉ và thay đổi địa chỉ liên văn tục. Thì không nên mua chỗ mà nó không có địa chỉ không có dạng địa chỉ chung chung, không nên. Kính cổ kính xưa, đồ cổ xưa hay quần áo hiệu cũng nên thế. Bởi vì có làm sao thì khi có làm khi mà biết đang đồ dởm giả bắt đèn thì không biết địa chỉ đâu, nó chặn lâu, chặn ra lâu, chặn số tệt luôn. Rất nhiều người chính vì cái trường hợp như thế. Đấy, và thứ ba là nên mua người con trai, không nên mua con gái, vì con gái đa phần được thuê bán trên cái trang mạng xã hội, trang mạng điện tử là mà còn nó 2 giây hở ngực cháy ngực, không như là mỗi số điện thoại trong nó đăng bán rất nhiều, nghe bị dính cái chiêu thức của nó. Nên bác hết sức phải tỉnh táo đầu. Vừa rồi là góc độ chia sẻ quan điểm chứ không có lớp ở đời, không kêu căng kêu ngạo nhá, bởi vì những năm tháng mà công tác nước ngoài thì em cũng rút ra kinh nghiệm là cái chọn cái địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm này thì nó chuẩn chỉ lắm và yên tâm luôn.
Vâng, rất cảm ơn bác. Bác nào mà chưa kênh của em thì đăng ký kênh màu đỏ có phải bên dưới video và nút được quả chuông để mỗi khi lên kênh hệ thống YouTube sẽ gửi một tin nhắn rất nhanh đến số điện thoại bác. Vâng, xin chào tất cả các bạn.